Hơi đấy, hơi đi. Đang quay rồi. Đúng má, sáng đồ chơi được cái gì quá chứ. Khôi bình yên hấp lên luôn. À. Ai, khôi loa. Khôi loa mới về. Đây em đặt về cái thùng rồi. Cái máy thì em chuẩn bị lắp ráp cái máy. Nó đúng rồi, phải không ạ? Nó đúng rồi. À. Khét ạ, khét một lần. Bỏ cắt đi. Cắt đi. Lò này khét là thay ngại. Mà mặt không bấy nhà lò mình chưa làm à? Lò. Lưu áp ấy, ấp ốc phẩm nó hả? Phần của nó. Mở khó nhỉ, nó không có làm cái móc ở chỗ đây hả? Có mát đi rồi mà. Có mát này mình tự làm cũng được dễ. Quán mình có mát rồi. Đây. Liệt phải chai đấy. Đâu? À. Lên nguồn đi, cái này có dây điện đúng không? Ờ à. Rồi rồi. Cái này dây của nó đâu đây? Không có cái hộp thùng á, không có cái dây trong đây nè. Chỉ vậy thôi. Chỉ vậy thôi hả? À, vậy thôi. Rồi dây điện cắm vô đây đâu? Đâu, đây chưa lắp ráp. À, anh còn lắp ráp à? Còn lắp ráp. Rồi, 9 triệu. Đây. Ok nha, không bị vỡ được gì nha. À. Ừ, giao tặng nhà anh em rồi đó. Ờ. À. Kiểm tra cho đẹp nè. À, nước sơn vẫn còn riêng nha. À, nguyên đai nguyên kiện đấy. Vẫn còn bao ni lông của nhà sản xuất đấy. Ờ. Chỉ... 9 tỏi. Rồi, ok. Đó. Cảm ơn anh em đã hỗ trợ. Hello anh em nha. Hôm nay mình mới lấy về một cái loa mình mới ráp nè mọi người nha. Đây. Mình mới ráp để có súp luôn nha anh em. Và kêu mình đi show nha anh em nha. Đó. Đây là loa cũ của mình. Bỏ rồi, mình tháo. Đây là mình tháo rồi. Mình tháo lắp máy ở trong cái vỏ lớn, thùng lớn kia rồi mọi người nha. Review của anh em. Giờ mình mở test thử nhạc nha anh em. Cách ai tốt đơn à? Cách Cách ạ. Ai tốt đơn và pra nè. Mất cái quán đâu lúc. Đơn nó là bờ pra ta lên. Nam nam là tôi lên. Tôi biết. Đây, anh em. Còn đi in được rồi. Giờ mình test thử nha mọi người nha. Đây. Loa mình mới thay và nâng cấp bộ thùng mới. Giờ coi. Đây là thùng mình làm 3 bát nha mọi người. Bát súp ở giữa. Bát full ở đây nha mọi người nha. Ta lắm nó là tung lượt. Đây em nhé. Ô bà. Nó mạch ra. Mạch nghe. Nó phải đi. Hình ạ. Mạch nghe. Bluetooth rồi đi. Em ôp em lên lượt nó hả? Mạch Bluetooth micro lắm nó phải đi. Mạch Bluetooth in tàn mà nó lên lượt. Em phải dùng.
để mẹ giọt nó em và ốp cái em lên lên mình tụt tụt em ốp dạ nó nuôi nó ta sẽ sướt và lưng thường bị lưng lưng rồi đại đề hia thì được kìa trăm mét anh nhớ rất đông hàng nghìn thương nó sẽ tới có hả ta ta mới đi đó trâu trâu à cái nha mọi người nha để test thử đừng nói đại là bình nhôm thằng lưu cho lưu hết tôi tôi đừng cách tôi đừng cái hồ nó 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 quạt bằng ngữ nó đấy hai đó thấy chưa trông cái ta này à ô cái ta anh quả cái ta quả cái đồn thôi ta trông cái xí tâm để lo đi mà người mà lo lo rồi hả bài giặc đó nôm giờ đây ra buộc buộc thúng đi chả buộc thúng làm mẹ sợ mẹ in nó lấy tóc đi tao ba thằng mẹ nó anh lấy được tao không có tôi thúng luôn chết tiêu chồng tách mẹ bột thùng ấy rập thùng nè rập mẹ bây giờ mình test thử anh em nha ồ thằng mình gọi đi rồi đi lấy nó ghi áp thu nhầm mi mới chồng test thử nha nó nhầm mi luôn rồi nhạc Việt Nam quá à chấp thu là cái đề đặt mà bạn kêu vậy hả nhầm mi nó là gần đó lưỡi lưỡi cách mà vẫn để đằng vẫn đỡ cách mà. Lòng căm mới nói rồi nghe cuộc sống đẹp bởi đầu từ B Sport của làng Samsung B Sport mới nó đây cắt cho nghe cắt cả đẹp lúc nào cắt cả ta lo cắt nó rồi Samsung B Sport đẹp đi đừng đợi nhạc mi coi thằng nó bị đâu bệnh đâu nó bệnh đâu mà bình là vô bình hạt mạ mà bình là bình là màu in hạt pha mà ai lấn mà cái đi em cũng gật cả để mà mang bình nó lần nhất đền ho ở kia này không? Đề lại đấy. Đình nhìn ho. We'll be right back.
Ok mọi người, xong rồi nha. Hãy có nhu cầu liên hệ mình nhé. Được. Yesu. Yak, nga đặc sản nam trên mạng yak, mẹ chị yak. Hẹn em tận lý có tao vào tọ. Đang hả? Yak. Blo ha. Nga đặc chi chết mà. Ê, chạy, bà tụi tất nam, bà tụi nó, bà tụi nó, bà tụi mẹ bà mẹ chắc phát nó hờ. Nó. Nà, ịnh bật, hát bị đưa, nó xa hút, nó hàng hà rơi, hà rơi. Lo mình tội là bụng vạn nó muốn chạy ra lại thằng cơ là nó thông hợp nó nam thấy im lần đây nam thấy im clip.